Bà con, ai đang gặp vấn đề về kim cương đến shop tôi cam kết chữa khỏi 100%. Nhân dịp khai trương shop JimmyTV.com tặng miễn phí kim cương hàng ngày lên đến 1 triệu kim cương, tăng tỷ lệ trúng 9.999 kim cương siêu nhiều. Link shop mình để dưới phần mô tả nha mọi người. Ước mơ mày cũng cánh chim về nơi phương trời xa. Hello chào tất cả bạn đã đến với channel của mình. Nói tao tới đây nè. Là ông đâu gây âm anh tới nè. Anh cho mày tới đây, người ta mới làm xong bánh rẽ cho mày tới. Mày ham hố hố ham quá đâu kìa mà. Dạ ơi, dạ chút. Hello chào tất cả bạn đã đến với channel của mình, mình chính là Jimmy Cotel. Mình xin mời và trước khi bắt đầu video này các bạn đừng quên để lại cho mình một like, một share và nhớ nhấn luôn cái nút đăng ký để cho kênh channel của mình đạt được 800k subscribe, 800k subscribe sớm nhất nha cả nhà. Yêu ôi, I love you to come on. À, cho tao thêm bánh dán gì nè. Thôi, mình đừng có nịnh cao, mình muốn cho bánh dán đúng không tôi kìa mà. Còn quay hỏi nữa, muốn có bấy gọi là cái gì ta, quên tên rồi để tôi lượm lại coi tôi biết ai yêu nhau, phải đưa bánh dán. Trời ơi, này mà hôm nay tự qua tự đưa bỏ vó cho mình, tự đỏ bánh rán luôn. Chạy ra cao vợ. Chỗ giùm mi làm bánh rán ngon nhất mà Doraemon từng đi ăn á. Nịnh ghê mọi người. Ok thôi được rồi, sẽ cho Doraemon 64 cái không thèm bán nữa luôn. Bỏ vó cho Doraemon đâu, hãy đưa cho giùm mi mượn đi nè. Eo eo eo. Nè Doraemon ơi. Mày biết cười theo kiểu ăn nhăn không, mày cười đi. Tại sao? Ăn nhăn. Đúng rồi, mà cười nhăn lên. Như vậy thì hay mốt cao hay cho mày bánh rán nhiều hơn. Mấy bạn coi nó cười nè. Nhăn. Tao giữ ông sợ giới thiệu với cậu. Đây chính là tủ điện thoại yêu cầu. Trời ơi mày nói nhiều quá là tái chì luôn rồi kìa. Trời ơi mấy bạn coi kìa cái tủ điện thoại. Vã trường. Tủ điện thoại yêu cầu. Xịn lắm nè mấy bạn. Ai coi Doraemon thì sẽ biết cái tủ này. Muốn cái gì thì sẽ được cái đó luôn đó. Muốn cái gì sẽ được cái đó à? Hôm nay trong làng cũng khá là đông và tôi cũng khá là vui và tôi cũng muốn làm một cái gì đó để tôi suy nghĩ mấy bạn ơi, suy nghĩ giùm tôi đi. Suy nghĩ đi nha, tôi đi ăn bánh tráng đây, tạm biệt. Ok, mình suy nghĩ ra rồi. Hôm nay mình sẽ làm em bé thử coi sao, mình sẽ yêu cầu cái tủ điện thoại này cho mình trở lại làm em bé nhưng mà bộ não của mình thì vẫn giữ ở tuổi 20 mọi người ơi. Cho tôi trở thành Jimmy hồi bé nhưng mà bộ não của tôi thì vẫn giữ y nguyên như vậy. Umbala Aba chắc. Ta cũng khiêu vũ hay member. Hello mấy bạn. Xin chào tất cả các bạn nha. Mình chính là Jimmy em bé đây nè. Mình mới 5 tuổi thôi nhưng mà mình có bộ não của người 20 tuổi đó mọi người ạ. Đúng không? Ủa? Em là ai vậy? Trời ơi sao đứa nhóc này nó lại lạc trong làng ta? Em không biết em là ai đây, em quên tên của em mất kêu rồi. Thôi được rồi, đi theo chị sẽ dắt em tới chỗ anh Hi Ha. À em nhớ tên của em rồi, em tên là Ngân nha. Anh Hi Ha ơi, tôi là nhóc nào lạc trong làng mình nè anh ơi. Không biết người này có quen á. Ờ nhìn dễ thương ghê ha. Chào em đi đâu vậy? Dạ em bị ghi gạt rồi, bây giờ em không biết nhà của em ở đâu hết á. Em có phải là em của ai nữa, chắc phải đi tìm mấy người khác thôi chứ anh cũng chịu à. Dạ anh dẫn em đi kìm đi. Trời ơi mọi người đi, ơi đi theo anh. Mới gặp đầu tiên mà thấy Huno với Gia đã tốt cho em bé như thế ngày rồi đó. Trời ơi đúng là người tốt việc tốt mà. Hello vậy? Hello em. Anh đang dẫn cái đứa nhóc này đi tìm nhà của nó. Hello anh, em tên là Ngân. Hello em, đi lạc hả? Dạ em đi lạc. Dạ giờ cảnh sát nè, chị này có thể giúp em được đó. Chị đẹp gái quá à, em tên là Ngân. Nhìn quen quen vậy? Ừ, nhìn quen quen á, nhưng mà chẳng biết ai. Quen lắm nhưng mà mình không nhớ là ai chứ. Vui vậy mọi người. Sao mà không quen được, người ta là Jimmy mà đúng không mấy bạn? Ai vậy? Gì vui vậy anh? Con rơi của ai đây? Trời con mắt mày, em bé đi lạc. Con đi lạc. Nhìn quen quá à, mà không biết quen hay không nữa. Mà cũng quen nó đâu rồi ta? Con nhớ rõ nè. Ba mẹ em tên gì? Ba mẹ em tên gì? Em không nhớ nữa. Hay là mọi người nhận nuôi em đi. Thôi cứ để anh cho, anh sẽ nhận nuôi em. Em bây giờ cứ ở nhà anh đi. Chừng nào mà có người tới rước thì em đi về. Chị Nabi chuẩn bị làm ý lấy lực đi. Tìm người cho em bé luôn đi nha. 4 to 6 more days later. Trời ơi bữa giờ đi không có về nhà là không có đi học được. Cứ ngồi chơi game vậy hoài là không được. Đi theo anh. Cho em chơi game đi là con nít được chơi game thì hết chứ bảo. Không được chơi game nhiều quá. Chúng ta phải học để nhớ bài tập ở lớp. Không thôi em quên sao. Trời ơi bắt đi học cũng chén lắm. Mà không có học đây, đây để anh dạy cho. Hả? Wow. Có cái lớp luôn hả? Tập trung lên bài. Cái lớp này có một mình em dạ. Thì một mình em thôi. Làm gì vui vậy? Vui mà bài học vui quá vậy. Cái gì vậy? Cái gì? Đang sợ con bé này nó quên bài học à. Nên đang làm một cái chỗ để cho nó học nè. Không muốn học luôn, ngồi vô đi. Trời trời, vô nè. Vô ghế okay. Rồi. Nè. Trời ơi, đâu? Ghế rồi. Đi đi, đâu muốn ngành thôi đâu. Chúng ta đến với toán lớp 1, lớp 2, lớp 3. Tiểu học, nói chung là tiểu học. Hiểu chưa? Dạ. Hiểu. Kết quả ra là bao nhiêu? Em biết nè. Trời ơi. Em giơ tay nha. Đi cũng phải hỏi.
Dạ, em năm nay 5 tuổi nhưng mà em biết cái phép này nè. Cái này, chuỗi ạc đúng không mấy bạn? 1 cộng 1 bằng 2. Rồi, em mới 5 tuổi là chưa cộng được một phép em mới. Chơi. Không còn cộng nữa, chúng ta qua bài chia nha. Trời ạ. Các em nói cho thầy biết 15 chia 3 bằng bao nhiêu? Trời, nói cho đây, để tôi nói trước cho. 15 chia 3 đúng không? 15 mà chia cho 3 là lấy 15 chia 3 là trừ xuống là còn bao nhiêu? Còn 12. Anh ơi, còn đáp án của em. Đáp án của em là 15 chia 3 thì quá đơn giản, trả của anh là bằng 5. Đúng rồi. Xong rồi. Cái này là dấu chia chứ không phải dấu trừ thằng ngu. Nhìn thấy lại đi. Đúng rồi. Rồi qua bài khác đi. Bài khác đi. Tao cho mày thấy sức mạnh thực sự của thần đồng tán học. 5 x 5 x 5. Vậy luôn. 5 x 5 nè, bằng 15 đúng không? Ở ngoài bằng 15. Mà 15 mà nhân cái 5 nữa là bao nhiêu? 5 x 5 nữa là bằng 15. 15 cộng 15 nữa là 3 chục. Giờ chúng ơi. Mời bạn sầu riêng lên nè. Sầu riêng nè. Em chưa biết nhân hai số đầu ơi, không biết nhân số cuối. Vậy bây giờ luôn đi, học sinh cái gì vậy? Đây em sẽ làm nhanh thì như vậy nè. 5 x 5 x 5 bằng 125. Đúng rồi mấy bạn. Đúng rồi. Đúng rồi. 25 nè. Đúng rồi. Sao lại bằng 125 được? Đúng rồi. Nè, em lấy 25. 5 x 5 thì bằng 25. Sau đó chúng ta lấy 25 nhân cho 5 nữa thì ra 125 đó. Trời ơi. Quá ghê luôn. Sai rồi. Đúng rồi. Chính là nhân chia trước cộng trừ sau. Mới 5 tuổi biết tính nhân nè. Tính chia nè. Khi nào là thần đồng không? Tính nhân 3 số luôn. Thôi vậy là thần đồng rồi, thần đồng rồi. Trời ơi. Khi mà gặp ba mẹ của em, anh phải nói cái này để cho ba mẹ em biết. Để cho đúng rồi. Cho em đi thi giải thần đồng, chứ không để thằng ngu kia được. Mấy người không tính nè. Mấy người lên mấy người tính đi rồi biết. Tôi 30 người đúng. Coi như bài học này là tốt lắm. Các em giải tán đi. Dạ. Dạ. Anh đi chơi game này. Anh đi chơi game này. Tốt. Nè, trời ơi, nghĩ sao mà kêu mình mấy cái bài khó đó đúng không mấy bạn? Mình là quá dễ để làm mấy cái bài đó luôn. Tức quá trời ơi. Trời ơi, tôi con nhỏ chưa tới độ tuổi nó tức quá. Khóc vậy. Cái gì em ơi, khóc dữ vậy? Trời ơi, tại con nhỏ lớp 5 mà tao nhục nhục ơn ngàn người nhà quê đó. Biết mình ngu rồi, cứ ngoài bà đặt chị lên nó tính toán. Này mày dậy, mày cút về giùm tao. Trời ơi, tức quá. Giờ phải làm sao đây? Phải tìm cách xử con nhỏ đó mới được. Nếu mà nó cứ ở trong cái làng này là mình sẽ bị thành nhà người nhà quê mất. Không được. Bây giờ tôi sẽ dài một cái bẫy để nó đi vô, để cho nó phá nhà người ta xong mình đỡ lỗi tại nó. Mẹ kia rồi. Nabi mới dẫn nó đi mua sữa uống rồi, sao có chuyện gì? À vậy hả? Ok, bye bye. Lúc mà con bé sẽ bước vô căn nhà này sẽ nổ một cái đầu. À, thì ra là con bé đã làm. Thôi nghe tới bị con bé bị chửi đã gì đâu. Ờ, mua xong rồi đúng không? Dạ. Đi gì qua nhà chị chơi nè. Đi về nhà là vô cái nhà. Ủa chị Nabi. Ủa gì vậy? Em nghe tiếng gì vậy? Chị nghe cứu em. Chị nghe em chết luôn rồi. Sao vợ nhà chị bị gì vậy chị Nabi? Ủa sao chị khóc vậy? Ủa Nabi khóc rồi mấy bạn ơi, chết rồi. Ai phá nhà Nabi vậy? Gài bẫy Nabi luôn chứ. Đi quay anh Nia mát đi chị. Cái gì? Trời ơi, tin được không bây giờ? Trời ơi, tao nói nè. Con bé này làm đó mày. Dạ. Trời ơi. Có chuyện gì vậy á? Ra ngoài xem đi anh. Mở ra đi mày em ơi. Con chạy luôn á. Ơi, trời đất ơi. Nè, mày ra đi. Ui, con bé nó làm đó. Ui, bự vậy. Thấy chưa, cái nhà. Ê, sao em biết con bé nó làm? Con bé nó bị nổi trùng gấu đầu luôn mà. Không có làm đâu. Thấy kỳ quá. Trời ơi, nó nổ nè, trời ơi. Nãy giờ con bé nó đi uống trà sữa với tao. Nó đi uống trà sữa với tao từ nãy giờ. Ai biết đâu lỡ thuê giang hồ tới là đặt bơm sao rồi. Thuê giang hồ thì mày xạo không? Trời chứ không, chứ anh đang nổ này có chuyện gì? Ai làm nổ chứ? Tao là không làm nổ. Tao không có làm nổ, tao là lương thiện. Người cứ... Thôi bạn đừng xào bạn ơi. Mày đừng có mồm điêu. Nó làm, tao làm. Có mày làm hết, tao làm được. Tù bây giờ.
Trời ơi mấy bạn ơi, thật là ồn ào quá đi thôi. Anh Quy này á, người lớn rồi mà cứ tối ngày thích chọc con bé con nít hoài à. Có chuyện gì ăn không thằng em? Đi, nói chi? Dạ dạ. Vô gì? Tao tới đây có một tin quan trọng. Đối mày có phải là người bạn quý báu nhất và thân nhất của tao không? Tao. Tao. Vô gì muốn làm gì? Có không? Nói lại đi. Thì nói đi. Có, nó có đó. Thì sao? Tao cần tụi mày giúp tao một chuyện. Đó chính là tống con nhỏ kia ra khỏi làng. Tao bị quê nữa, với lại là bị tởi tội như quan giá họa vô tao nữa. Tao tức lắm rồi. Bây giờ tụi mày hãy giúp tao tống con nhỏ đó. Giúp ông sầu em. Ơi mà làm cái đó có được cái gì không? Có gì không? Có gì không nè Hoàng? Tính toán chưa? À mày tao tao đó tính giờ giờ. Tao tính tao đó tính tao đó đi tính. Rồi bây giờ đi tím nè. Đi 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 đi. Rồi. Tối nay chúng ta sẽ bắt đầu kế hoạch. Ok, hiểu đi. Thôi, chị đi mua cho chị Na Bi ngày mai anh nghe nó bắt Huy cho. Ủa bác rồi kêu ổng sang nhà lại cho mình nữa. Ừ đúng rồi đúng rồi. Đáng ghét thiệt cơ. Ủa thiệt tình á. Thôi đừng buồn nữa nha. Đi, nhanh lên. Ủa gì vậy? Cái gì vậy? Ủa cái gì vậy? Ủa sao mấy người đó đi lén lút vậy? Ôi, đi theo con đi theo con đi. Dạ, tốt mình nè con. Thật. Trời ơi. Thật. Trời ơi anh đi nha ngủ ghê chứ. Trời ơi. Nè cái ông này tóc xanh giống ông Quy nè. Chuyên ra quậy phá nè. Bụp nè. Bụp. Xanh gì hả? Tóc xanh gì hả? Anh đi nha. Bắt ơi có chuyện gì vậy? Dạ. Ôi mày đã bị tụi tao theo dõi và bắt được. Ơ hả? Cái gì? À, em là con một boss. Dạ. Ơ tôi là dạ sao mất rồi? Mày rồi. Chết rồi. Sao vậy? Kéo lên đây đi, anh sẽ dẫn em về. Ngày hôm nay tụi mày coi chừng tao nha. Thì đáp ơi, bắt tụi nó vào đồn đi. Ôi, được lắm, đáng lắm. Dám làm gì xấu hả? Ủa sao anh mặc đồ đẹp quá vậy anh Hi Hà? Anh là tổng thống của cái làng này. Ồ, anh có mặc đồ nóng luôn. Em hiểu chưa? Biết bài luôn, xì kính chào thiệt. Mấy bạn ơi, mấy bạn coi hết video này thì đừng quên để lại cho mình một like. Rồi, cho tất đi. Cả các thành viên Team Store một like luôn nha mọi người. Còn bây giờ thì bye bye, xì ra, I love you, chú Cà Mau. Nhớ đăng ký cho tất cả các thành viên của Team Store mình đã.